Chào chào cả nhà nha. Em đang đứng ở cái con bắt đầu hết là đường Quang Trung. Hết đường Quang Trung bắt đầu là cái biển cổng chào, đó là bắt đầu ra Bờ Lang. Em đang đứng đầu ra Bờ Lang luôn nha. Em đang đứng ở cái lô đất này. 23 mét. 23 mét. Dài 216 mét luôn. Thổ cư là 248 mét. Chủ đi làm 250 mà hết tiền là 248 ấy. Mua đất là được tặng nhà luôn nha. Hai ngôi nhà cấp 4. Đây là một ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà này. Trên đất là có hai ngôi nhà cấp 4 như vậy luôn. Gọi là mua đất tặng nhà đấy ạ. Giá rất là mềm. 130 triệu trên 1 mét. Đây nha khách nha. Ở bên cạnh phân bón sông Danh Lê Minh. Đấy ạ. Yeah. Đây nha khách nha. Là khu dân cư ở luôn. Yeah. Bên cạnh là cái dân cư này nha.